Rồi, như vậy thì chúng ta đang ở trong cái cửa sổ của một cái lớp học, cái classroom. Bây giờ chúng ta muốn thêm một class mới thì các bạn bấm vô đây. Các bạn chọn class. Rồi sau đấy các bạn bấm vô cộng. Rồi chọn Change Class. Thì lúc này chúng ta sẽ có nhập cái mã code mà thầy gửi cho các bạn ở đây. Đó. Rồi các bạn chậm bấm Change là các bạn sẽ vô thêm được lớp khác. Như vậy trong cái Classroom của mình các bạn có thể là tham gia nhiều lớp cùng lúc. Thì cứ mỗi lần mà giáo viên nào dạy á, thì các bạn sẽ tham gia vô cái lớp đó để các bạn chọn và các bạn làm việc với cái lớp đó.